Nhiên mến chào anh chị. Hôm nay thì Nhiên xin giới thiệu đến anh chị một món bánh nướng đơn giản. Mình không cần dùng men và cũng không cần lò. Anh chị chỉ cần một cái chả chống dính thôi là mình đã có thể làm được rồi. Bánh thì nó dai mềm và có cái mùi thơm thơm của hành, ngò và bơ nữa. Ăn vô cùng hấp dẫn luôn. Nguyên liệu để làm món bánh bột mì này thì cũng khá là đơn giản. Ở đây mình có là bột mì, muối, một ít bơ và một xíu hành ngò để cho cái bánh nó thơm. Bây giờ thì mình sẽ đi pha bột trước nha. Mình cho vào đây là 250g bột mì. Mình sử dụng là bột mì đa dụng, 1/3 muỗng cà phê muối và 2 chén nước lọc. Mình sẽ cho trước vô đây một chén ha. Mình sẽ cho nước vào từ từ và mình sẽ khuấy đều lên để cho bột nó dễ tan hơn. Khi bột nó bắt đầu nó sền sệt là như vậy nè, là bột của mình đã tan hết rồi đó. Giờ tiếp tục mình sẽ cho một chén nước còn lại vào đây luôn. Như vậy á, là tổng cộng mình đã cho vào đây là 2 chén nước rồi đó. Cho thêm vào đây một muỗng canh bơ nhạt. Nếu các bạn sử dụng bơ từ ngang á, thì các bạn khỏi cho muối vào ha. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ cho hết cái phần hành lá và ngò gí cắt nhuyễn vào đây. Rồi lúc này thì mình sẽ trộn lên cho nó thiệt là đều. Đây, mình khuấy cho nó tan hết như vậy là được nè. Giờ mình múc lên cho các bạn xem cái độ sạch của nó ha. Đây, bột nó sẽ hơi lỏng lỏng như vậy là được rồi nè. Lúc này thì mình sẽ đi tráng bánh luôn. Các bạn không cần phải ủ bột nữa ha. Khi chảo nó bắt đầu nóng lên á, thì lúc này mình sẽ cho bột vào. Tùy theo ý thích mà anh chị đổ cái to hay cái nhỏ vậy đều được. Ở đây thì mình sẽ đổ cái bánh nó hơi dày một xíu để cho cái bánh nó mềm á. Nếu anh chị nào mà thích cái bánh nó giòn hơn á, thì mình đổ mỏng một xíu cũng được. Khi bánh nó bắt đầu nó trong lại như vậy nè, thì bây giờ mình sẽ trở bánh lại ha. Với cái bánh này thì mình sẽ trở liên tục để cho cái bánh của mình nó được vàng đều nè, và nó cũng không có bị khét nữa ha. Trong lúc nướng bánh á, thì mình sẽ vừa xoay, mình sẽ vừa đè nhẹ như vậy. Mình đè như thế này nè thì cái bánh của mình á, một chút nó sẽ phồng lên rất là đẹp luôn. Mình sẽ nướng bánh này ở mức lửa vừa. Các anh chị thì chỉ cần đè nhẹ như thế này thôi, khá là dễ luôn ha. Đây, bánh lúc này nó hơi phồng lên rồi nè anh chị. Còn chỗ này chưa phồng nè thì mình sẽ nhắn lại chỗ đó để cho cái bánh nó được phồng đều hơn. Đó, khá là đơn giản luôn. Cái bánh lúc này đã phồng to lên nè anh chị, rất là đẹp luôn. Mình sẽ cho lên đây một ít bơ để cho cái bánh nó được giòn và thơm hơn. Anh chị nào thích ăn giòn á, thì mình nướng xong á, là mình có thể ăn liền luôn. Nếu mà anh chị thích gần cái bánh nó được mềm hơn á, thì mình sẽ đậy nắp lại ha, để cho cái bánh nó không có bị khô á. Đây anh chị coi nè, đó, bánh rất là đẹp luôn. Nó phồng y như là cái bánh tiêu vậy đó anh chị. Rồi lúc này thì mình sẽ đậy nắp lại luôn ha. Tương tự như vậy thì mình sẽ đổ hết những cái bánh còn lại luôn. Với món bánh bột mì này thì mình sẽ chấm cùng với một ít tương ớt, maizena hoặc là tương cà, ăn cũng rất là ngon. Chỉ mất tầm khoảng 15 phút thôi là mình đã có ngay một bữa ăn sáng vừa thơm ngon vừa mới lạ cho gia đình. Đặc biệt với các bé đó thì sẽ rất là yêu thích món này luôn. Nếu có dịp thì anh chị hãy thử trổ tài cho các bé nhà mình dùng thử ha. Đây nè anh chị, em làm xong cũng được mấy cái rồi nè. Đây để em xé ra cho anh chị coi. Bánh rất là mềm và nó có cái độ dai nữa, rất là thơm luôn anh chị ơi. Đây anh chị coi nè, đó, bánh nó gỗng nguột rất là ngon. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái món bánh bột mì đơn giản và tiện lợi này rồi. Em cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video. Em chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau.